xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Tam Bảo. Sau đây chúng con kính thỉnh thượng tọa Thầy Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy, kính thỉnh thượng tọa Thầy Siêu. Nam mô Phật Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thịnh Văn Thầy Tư Phật. Kính bạch Trên Tôn Đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh mới. Bài kinh số 66 là bài kinh ví dụ của nhìn cái là Tukiko Pama Sutta. Ở cái bài kinh này thì chữ là Tukika là gần chim cúc, nhưng mà chúng cũng là chim cái, một tên gọi khác, nhưng mà gọi là chim cái y, y dài chứ không phải là trống, không phải là được cái, mà chim cái là chim cúc. Và cái tên chim cái ít thường được nghe, chỉ nghe là chim cúc, cho nên ở đây thường tôi đã đoán đi kỹ là đổi là ví dụ chim cúc, ví dụ chim cúc. Ở trong bài kinh này cũng như bài kinh trước mà chúng ta có đọc qua đó, xoay chung quanh vấn đề buổi đầu Đức Phật ngài cấm chế về cơ giới vi thời. Trước đây thì Đức Phật là khuyến cáo các vị tỳ kheo nên ăn nhất tọa thực, ăn một chỗ ngồi. Nhưng mà ở trong bài kinh này thì về cái việc của Đức Phật này cấm ăn phi thời, tức là không ăn vào buổi chiều, buổi tối, chỉ ăn vào buổi sáng thôi. Nhưng mà tỳ khưu Ưu Đại Dí đã cảm thấy khó chịu khi mà Đức Thế Tôn ngài chế định cái học giới này, và vị ấy không có tuân theo. Nhưng mà khi vị ấy đến gặp một vài cái trở ngại như là đi khất thực, cái sự cố vào cái chiều tối, như gặp những tên cướp hay gặp những đi lũi vào hàng rào, hoặc là đi đụng phải con bò vân vân, hay là bị một người đàn bà họ hoảng sợ và họ bắn giết, rồi thì kheo Ưu Đại Dí
mới cảm nhận được cái việc mà Đức Thế Tôn Ngài chỉ định học giới đó, là Ngài vì lòng thương tưởng cho chúng đệ tử, Ngài muốn cho chúng đệ tử an vui. Hồi nay ta lại cãi lời chống đấu với Ngài, thật là một lỗi lầm. Cho nên thì Tỳ Khưu Đề Dí đã đi đến sám hối những lỗi lầm đó và trình bày với Đức Phật về những cái điều trở ngại do ăn phi thời. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã đưa lên những cái thí dụ về cái con chim cái, con chim cút bị một cái mẻ lưới cột trói, và một con voi bị dây thừng cột trói. Một người nghèo, một người giàu. Đức Phật đã đưa nhiều cái thí dụ như vậy để cho thấy rằng chúng sanh bị trói buộc. Có những cái trói buộc thấy nhỏ nhưng mà nó chắc chắn. Còn có những cái trói buộc tuy thấy lớn nhưng mà dễ bứt phá. Rồi Đức Phật đã thuyết về bốn hạng người có cái khuynh hướng sanh y, lìa sanh y. Thì ở đây trong bài học này chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng. Thì hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ điều khiển cho Đệ Đức Pháp Tính, bởi vì Đệ Đức Pháp Tính bận lo cái đám tang cho người bà con gì đó, cho nên đã thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều khiển giảng cho bài học hôm nay. Bây giờ thì xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chính kinh, sau đó xin cung tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con kính chân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã dẫn nhập bài hôm nay. Con xin đọc bài 66 kinh ví dụ con chim cái. Latu Pico Amasutta phân đoạn 316-39. Tên bài kinh lấy từ một ví dụ Đức Phật đề cập trong bài kinh bản tiếng Việt có tên là kinh ví dụ con chim cái. Đây nội một tên gọi khác của chim cút nhưng ít phổ thông hơn nên đổi là kinh ví dụ con chim cút. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Apana, là một thị tứ của Anguttara-pa. Tôn giả Uddhava đánh bạch với Đức Phật về một nhận thức của chính mình dựa trên kinh nghiệm quá khứ khi không tu hành học giới, không ăn phi thời mà Đức Phật đã ban hành. Sau khi trải qua vài phiền phức về việc này, đã thấy được sự lợi lạc mà Đức Phật mang lại cho hàng đệ tử. Sau khi nghe lời trình thuật của tôn giả Uddhava, Đức Phật đã dùng hai thí dụ để tạo nên ý nghĩa tương phản. Với con chim cút, vì bị cột bằng dây leo mỏng manh cũng khó thoát. Trong khi với con voi, thì vì bị cột bằng dây da cũng bứt phá dễ dàng. Điều này có nghĩa là có những người xem thường những học giới nhỏ, nghĩ rằng không đáng kể gì để hành trì, nhưng không thấy được thực tế là bản thân vẫn còn bị những ràng buộc thoạt nhìn thì không đáng kể. Đó lý do Đức Phật ban hành giới luật. Tiếp theo, bậc đạo sư nêu một những công đoạn của hành trình tu tập từ thấp lên cao mà tất cả bậc giải thoát đều phải từ bỏ. 36. Bài học từ kinh nghiệm bản thân trong sự tu tập. Tôn giả Uddhava bạch Phật: về sự tỉnh ngộ đối với chính mình, lúc đầu không muốn tuân thủ học giới,
Đức Phật ban hành nhưng bản thân gặp phiền lụy, mới thấm thí giá trị của những gì Đức Phật, những gì Đức Thế Tôn răng dạy. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapá, Ương Già Bắc Phương Thủy. Apana là một thị tứ của Anguttarapá. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú ban ngày. Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. Tôn giả U-đa-di buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, tôn giả đi đến một khu rừng để trú ban ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng này và ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. Rồi tôn giả U-đa-di trong khi đọc cư thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí tôn giả: Thế Tôn, thật sự là vì đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn, thật sự là vì đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn, thật sự là vì đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn, thật sự là vì đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Rồi tôn giả U-đa-di vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả U-đa-di bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang đọc cư thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí con: Như Lai thật sự là vì đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Như Lai thật sự là vì đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Bạch Thế Tôn: thời trước, chúng con thường ăn buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch Thế Tôn: thời ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo và bảo: này các tỳ kheo, hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời. Bạch Thế Tôn: do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩa rằng những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, các tín chủ cúng dường cho chúng ta ban ngày và phi thời, nay Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng ta phải từ bỏ. Bạch Thế Tôn: giữa chúng con, những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính và với lòng tàm quý, liền bỏ ăn ban ngày phi thời. Rồi bạch Thế Tôn: chúng con thường ăn buổi chiều và buổi sáng. Bạch Thế Tôn: thời ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo bảo: này các tỳ kheo, hãy từ bỏ ăn ban đêm phi thời. Bạch Thế Tôn: do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng bữa ăn này gọi là có thường gì hơn trong hai bữa ăn này của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc tiền thề dạy chúng ta phải từ bỏ. Bạch Thế Tôn: thời xưa có người được một món ăn cúng ban ngày, bèn nói: hãy để món ăn này một bên và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau. Bạch Thế Tôn: phàm mọi sự nấu nướng tất cả đều làm ban đêm, rất ít làm ban ngày. Bạch Thế Tôn: giữa chúng con, những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính và với lòng tàm quý, liền từ bỏ ăn ban đêm phi thời. Thời trước, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo thường đi khất thực trong đêm đen tối tăm. Họ bước lầm vào dụng nước nhớp, rơi vào dụng nước nhớp, đi lầm vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái đang ngủ, gặp các loại đạo tặc đã hành sự hay chưa hành sự, gặp các người đàn bà mời mọc một cách bất chánh. Thời trước, bạch Thế Tôn, con đi khất thực trong đêm đen tối tăm. Một người đàn bà đang rửa chén bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền hoảng sợ và hát lớn: ôi kinh khủng thay cho tôi, có con quỷ chạy theo tôi. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với người đàn bà ấy: này chị, không phải quỷ đâu, đây là tỳ kheo đang đứng khất thực. Cha tỳ kheo hãy chết đi, mẹ tỳ kheo hãy chết đi. Này tỳ kheo, thật tốt hơn cho ông nếu ông lấy con dao sắc bén của người đồ tể để cắt bụng của ông.
còn hơn là vì lỗ bụng đi khất thực trong ban đêm tối tăm. Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy nghĩ như sao? Thế Tôn thật sự là vì đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vì đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vì đã đoạn thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vì đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Những điểm cần nhớ. Theo sớ giải thì thời gian đầu Đức Thế Tôn cho phép ăn một buổi vào ban ngày, một buổi vào ban đêm. Sau này thì Ngài đăng hành học giới không ăn sau giờ ngọ và tới sáng hôm sau. 37. Sự khinh và trọng của các học giới. Có những người vì sự khinh thường các học giới nhỏ mà tạo nên ảnh hưởng tiêu cực lớn trong sự tu tập kinh văn. Tuy vậy này Ú Đa Dí, ở đây có một người ngu si khi ta nói hãy từ bỏ việc này liền nói như sau: có xá gì sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này? Sa môn này đã quá nặng về cấm đoán đoạn giảng, họ không chịu từ bỏ và gây nên bất mãn chống ta và chống những tỳ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc ấy này Ú La Dí, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Ví như này Ú La Dí, có con chim cái mái nhỏ đã bị tấm lưới bằng dây leo trói chặt. Ở đây con chim có thể bị hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Này Ú Đa Dí, nếu có ai nói như sau: con chim cái mái nhỏ ấy bị tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt. Ở đây con chim có thể bị sát hại, hay bị bắn nhốt, hay bị chết. Tuy vậy đối với con chim kia, lưới ấy không có chắc mạnh, lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có cứng nhắc. Này Ú La Dí, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con chim cái mái nhỏ ấy bị tấm lưới bằng dây leo trói chặt. Ở đấy con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên cường, lưới ấy không mục nát. Một khúc gỗ to lớn. Cũng vậy, này Ú Đa Dí, ở đây có một số người ngu si khi được ta nói hãy từ bỏ việc này liền nói như sau: có xá gì việc tiểu tiết nhỏ mọn này? Vì sa môn này đặt quá nặng về cảm đoán đoạn giảm, do họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống ta và chống những tỳ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc này này Ú Đa Dí, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Thái độ thoải mái tuân thủ các học giới dù nhỏ cho thấy sức mạnh nội tại của một tỳ kheo kinh văn. Nhưng này Ú Đa Dí, một số thiện gian nam tử, khi được ta nói hãy từ bỏ sự việc này liền nói như sau: có xá gì từ bỏ việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ? Bậc thiện thệ dạy chúng con phải từ bỏ. Họ từ bỏ việc ấy và không gây lên bất mãn chống ta và chống các tỳ kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác, bố thí, tá giá, đá vút ta, sống với một tâm tư, sống với một tâm như con thú rừng. Này Ú Đa Dí, như vậy đối các vị kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Ví như này Ú Đa Dí, một con voi của vua có ngài vàng như cán cài, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy tại chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịch vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Này Ú Đa Dí, nếu có ai nói như sau: con voi của vua có ngài dài như một cán cài ấy,
to lớn, thuộc lợi giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc bởi những trói buộc bằng da nịch điện chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Tuy vậy, đối với con voi kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Này U Đa Dí, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con voi của vua có ngài dài như một cán cài ấy, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy tại chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịch vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi đến chỗ nào nó muốn. Đối với con voi kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có kiên cường. Cũng vậy, này U Đa Dí, ở đây một số thiện gia nam tử khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có sơ chi việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng con phải từ bỏ. Họ từ bỏ việc ấy và không gây nên bất mãn chống ta và chống các vị kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác, bố thí, sống với một tâm như con thú rừng. Này U Đa Dí, như vậy đối với các vị kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Rồi Đức Thế Tôn dùng hai ví dụ khác cho thấy vấn đề khó khăn hành trì không phải ở giới mà chính ở thái độ từ bản thân. Có khi cái tầm thường dẫn cột trói kinh văn, dĩ như này U Đa Dí, một người nghèo khổ không có vật sở hữu, khốn cùng, có một trời ở hư nát, mở toan cho quạ, không đẹp mắt chút nào, có một giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào, các loại gạo lúa chất chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, và một bà vợ không đẹp mắt chút nào. Người ấy thấy một vị kheo trong tịnh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Người ấy suy nghĩ, an lạc thai sa môn hạnh, vô bệnh thai sa môn hạnh. Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng người ấy không có thể từ bỏ cái chòi ở hư nát, mở toan cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không có thể từ bỏ cái giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào, không có thể từ bỏ các loại gạo lúa chất chứa trong một cái chung không đẹp mắt chút nào, không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này U Đa Dí, nếu có ai nói như sao, người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, không có thể từ bỏ cái chòi ở hư nát, không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Thời này U Đa Dí, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn, không. Người kia được trói buộc bởi những trói buộc ấy không thể từ bỏ. Trời ở hư nát, mở toan cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ở dưới người kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Cũng vậy, này U Đa Dí, ở đây có một số người
ngu si khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này, vì sa môn này đặt quá nặng gián đoán đoạn giảm, do họ không chịu từ bỏ và gây nên bất mãn chống ta, chống những tỳ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc này này Ú Đa Dí, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc khổ to lớn. Có khi cái cao ý cũng chẳng mận lòng. Ví như này Ú Đa Dí, một gia chủ hay con người gia chủ giàu có, tài sản lớn, tiền của lớn, vô số vàng bạc, vô số gạo thóc, vô số ruộng nương, vô số đất đai, vô số thê thiếp, vô số đầy tớ nam, vô số nữ tỳ. Vị này thấy một tỳ kheo trong một tịnh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Vị này suy nghĩ: an lạc thai, sa môn hạnh, có bệnh thai, sa môn hạnh. Vậy sau khi cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này có thể từ bỏ vô số vàng bạc, có thể từ bỏ vô số gạo thóc, có thể từ bỏ vô số ruộng nương, có thể từ bỏ vô số đất đai, có thể từ bỏ vô số thê thiếp, có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ. Này Ú Đa Dí, nếu có ai nói như sao, người gia chủ hay con người gia chủ kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, có thể từ bỏ vô số vàng bạc, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ, để có thể sau khi cạo tỏ bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đối với người kia sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Này Ú Đa Dí, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn: không. Người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, có thể từ bỏ vô số vàng bạc, có thể từ bỏ vô số gạo thóc, có thể từ bỏ vô số ruộng nương, có thể từ bỏ vô số đất đai, có thể từ bỏ vô số thê thiếp, có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đối với người kia sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy mục nát, sự trói buộc ấy không có diện chắc. Cũng vậy, này Ú Đa Dí, ở đây có một số thiện nam, một số thiện gia nam tử, khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xa chi sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc thiện thệ và chúng con phải từ bỏ. Họ từ bỏ sự việc ấy và không gây lên bất mãn chống ta và chống các tỳ kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác bố thí, sống với một tâm tư như con thú rừng. Này Ú Đa Dí, như vậy đối với họ sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. 38. Bốn hạng người ở đời. Có một từ vựng Phật học chỉ cho môi trường hay cơ sở tạo nên tất cả hệ lụy trong đời, đó là Upatthi, được dịch là sanh y. Có bốn sanh y: bẩn sanh y, khanh Upatthi, phiền não sanh y, ki lê Upatthi, hạnh nghiệp sanh y, Abhisankha Upatthi, và sục dục sanh y, Kamagun Upatthi. Có bốn hạng người tu tập muốn đoạn trừ sanh y, nhưng có người thất bại, có người thành công. Kinh văn: này Ú Đa Dí, có bốn hạng người có mặt trên đời, thế nào là bốn? Ở đây, này Ú Đa Dí, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, Upatthi Ahana Giá, sự từ bỏ sanh y,
những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. Vị này chấp nhận chúng, không đoạn trừ chúng, không từ bỏ chúng, không chấm dứt chúng, không tiêu diệt chúng. Này U Đa Dĩ, ta nói, vị này bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Này U Đa Dĩ, sự sai biệt về căn tính trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này U Đa Dĩ, có người sống hướng đến đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. Nhưng vị này không chấp nhận chúng, đoạn trừ chúng, từ bỏ chúng, chấm dứt chúng, tiêu diệt chúng. Này, ở đây ta nói người này bị trói buộc, không phải không trói buộc. Vì sao vậy? Này U Đa Dĩ, sự sai biệt về căn tính trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này U Đa Dĩ, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh ly, sự từ bỏ sanh ly. Nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh ly, sự từ bỏ sanh ly, các tư niệm điên đảo, sati samosa, các tư niệm tư duy liên hệ đến sanh ly, uttathipatti samyutta, tùy lúc tùy thời hiện hành khởi lên. Này U Đa Dĩ, việc khởi lên chậm chạp và vị này đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt niệm ấy. Này U Đa Dĩ, ví như một người từ bỏ hai ba giọt nước và một ấm nước đun sôi cả ngày. Này U Đa Dĩ, giọt nước rơi một cách chậm chạp như bị tiêu diệt, tiêu mất một cách mau chóng cũng vậy. Này U Đa Dĩ, có người sống hướng đến đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, các tư niệm tư duy liên hệ đến sanh y tùy lúc, tùy thời hiện hành khởi lên. Này U Đa Dĩ, nghiệp khởi lên chập chạp và vị này đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt niệm ấy. Này U Đa Dĩ, ta nói, người này cũng bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Này U Đa Dĩ, sự sai biệt về căn tính trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này U Đa Dĩ, có người nghĩ rằng sanh y là nguồn gốc của đau khổ. Sau khi biết được như vậy, vị ấy thành vô sanh y, nirupati, giải thoát với sự đoạn diệt sanh y. Này U Đa Dĩ, ta nói người này không bị trói buộc, không phải bị trói buộc. Vì sao đại vậy? Này U Đa Dĩ, sự sai biệt về căn tính trong người này được ta biết rõ. 39. Sự trói buộc cần chặt đứt không phải chỉ có bất thiện pháp. Những công đoạn của hành trình giác ngộ giải thoát là những bước từ bỏ kinh văn. Này U Đa Dĩ, có năm dục chuyển dưỡng này. Thế nào là năm? Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Những pháp này, này U Đa Dĩ, là năm dục trưởng dưỡng. Này U Đa Dĩ, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên, do duyên năm dục trưởng dưỡng này. Lạc hỷ ấy được gọi là dục lạc, ô uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc, không nên thực hiện, không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ấy đáng phải sợ hãi. Ở đây, này U Đa Dĩ, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Việc tâm và tứ, vị ấy chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, việc hỷ u đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.
Như vậy được gọi là yếm ly lạc, độc trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc. Cần phải thực hiện, cần phải tu tập, cần làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ấy không đáng sợ hãi. Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Thiền này ta nói, thiền này này U Đa Di, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động in chitasmin. Và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là tầm tứ chưa đoạn diệt. Chính tầm tứ này ở trong tình trạng dao động. Ở đây này U Đa Di, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Các thiền này này U Đa Di, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. Và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là hỷ lạc chưa được đoạn diệt. Chính hỷ lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú thiền thứ ba. Thiền này này U Đa Di, ta nói ở trong tình trạng dao động. Và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là xả lạc chưa được đoạn diệt. Chính là xả lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư. Thiền này này U Đa Di, ta nói là không có, ta nói là không ở trong tình trạng dao động. Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo ly dục bất thiện, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Thiền này này U Đa Di, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi. Và này U Đa Di, vậy ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Ở đây đây là điều vị ấy cần vượt qua. Thiền này này U Đa Di, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi. Và này U Đa Di, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú thiền thứ ba. Ở đây là điều vị ấy cần vượt qua. Thiền này này U Đa Di, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi. Và này U Đa Di, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư. Đây là điều gì ấy cần phải vượt qua. Thiền này này U Đa Di, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy qua đi. Và này U Đa Di, vậy ấy cần phải vượt qua cái gì? Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, vượt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với di tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Đây là gì vị ấy cần phải vượt qua? Thiền này này U Đa Di, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi. Và này U Đa Di, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo vượt lên mọi hư không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Đây là gì vị ấy cần phải vượt qua? Thiền này này U Đa Di, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi. Nhà này U Đa Di, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Đây là điều gì ấy cần phải vượt qua? Thiền này này U Đa Di, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi. Và này U Đa Di, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đây là điều gì ấy cần phải vượt qua? Thiền này U Đa Di, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi. Và này U Đa Di, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này U Đa Di, tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng và trú vượt thọ tưởng. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Chính vì định này này U Đa Di,
Ta nói sự đoạn diệt của phi tượng, phi phi tượng xứ. Này U Đại Dí, ông có thể chăng có ký sự gì nhỏ hay lớn mà ta chưa nói đến sự đoạn diệt, bạch Thế Tôn? Không, Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả U Đại Dí quan hệ tính thọ lời Thế Tôn giảng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn nhờ chú thích tùy theo giác đẳng. Và con đã đọc bài xong, sau đây chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, kính thưa đại lễ thượng tọa tuệ siêu lê chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay mặc dù ở trong trung bộ kinh thì có 152 bài kinh, chúng ta thường học bài theo đánh số, ví dụ như bài kinh ngày hôm nay đánh số 66, và chúng ta cũng có quan trọng về cái phẩm. Nhưng mà kỳ thật thì nếu chúng ta đọc kỹ lại thì 152 bài kinh này được phân thành nhiều phẩm. Bộ phẩm có nhiều bài kinh, và phẩm mà chúng ta đang học là thuộc về phẩm Thích Cụ Hoặc Khác, là phẩm Chư Tỳ Kheo. Ở trong phẩm này như là chúng ta học bài kinh Phật Đa Lý chẳng hạn, bài kinh Bất Luân Nhất Khác, bài kinh hôm nay, thì ở trong đó ghi lại hình ảnh của một số chư vị tỳ kheo. Những vị này là những vị đệ tử xuất gia. Và đối với phần đông chúng ta thì, nhất là với vị cư sĩ, nghĩ rằng đời sống tu là đời sống rất là lý tưởng. Tất cả mọi thứ đều đẹp, tất cả mọi thứ đều đặc biệt rất là thánh thiện, rất là suôn sẻ, nhất là ở trong một đạo tràng mà cái vị đạo sư đó Đức Phật. Thật ra thưa quý vị, chúng tôi muốn nói điều này nghe thì cũng là một cái giai thoại thôi, nhưng mà ở đó có vài điều đáng cho suy nghĩ. Đấy thì chúng ta suy nghĩ là Hòa Thượng Tịnh Sự là cái vị bổn sư thầy dạy thắng pháp ở Vị Thâm cho chúng tôi, và cũng là vị cho chúng tôi tu sĩ di đó, thì ngài có đề cập đến một cái ngài có thể nói một câu, ngài nói rằng coi vị chứ là một vị tướng lãnh, mà coi một cái sư đoàn cả 20.000 quân nó không khó bằng ở trong chùa, mà cái vị trụ trì hay là vị tu viện trưởng mà coi 100 vị tỳ kheo. Có lẽ là quý vị nghe chuyện đó ngạc nhiên lắm, tại sao ngài là một bậc sư trưởng mà ngài nói như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong quân đội đó, người ta áp dụng là quân phong quân kỷ, chứ là tạo một cái kỷ luật sắt, nói được là được, không là không, vào trái là vào phải, vào phải là vào phải. Nếu mà bất tuân thượng lệnh thì có thể nhốt chuồng cọp, hoặc giả là có thể cách chức, hay là thiêm dưỡng đi chỗ khác. Ở trong chùa thì không phải như vậy. Và không phải ngày hôm nay mà ngay thời Đức Phật còn tại thế, có rất là nhiều trường hợp mà chư tỳ kheo được Đức Phật ngài khuyến giáo. Khuyến giáo ở đây là ngài khuyên dạy, nhưng mà ngài không có dùng cái biện pháp mạnh. Ví dụ chúng ta nghe tỳ kheo Phật Đa Lý, khi mà Đức Phật dạy là nên ăn tọa thực, thì vị này suốt 3 tháng không gặp Đức Phật. Những sự việc như vậy đó thì cho chúng ta thấy rằng con người mà được trị bằng quân kỷ, trị bằng pháp luật, trị bằng tiền bạc của biển dễ, mình thuê mình mướn mà người nào đó mà nhân công vô làm việc đó, được thì làm, không được you are fired, là chỉ đuổi thì dễ lắm. Nhưng mà khi mà đi ra để làm việc ở ngoài là như vậy, mà tới khi làm việc đạo đó thì nó là cả một chuyện khác hoàn toàn, chuyện khác. Bởi vì ở trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ của một vị tổng thống Donald Trump thì ông quen cái cách mà ông rất là tự hào,
khi ông làm chương trình truyền hình thực tế là vua, ai mà làm được không được thì vua phải là đối khổ. Nhưng mà khi đi làm trong chính trị thì điều đó gây xáo trộn rất là. Thì thưa quý vị, chư tỳ kheo được Đức Phật Ngài khuyến giáo, và trong trường hợp này đề cập đến một vị tỳ kheo là Udaji. Có nhiều vị được gọi là Udaji, mà vị này, riêng vị này gọi là Udaji hay là Maha Udaji. Thì vị này nguyên là một vị Bà La Môn, sinh trong gia đình Bà La Môn ở tại thành Kapita Vastu, tức là quê hương của Đức Phật. Xuất gia thì vị này thật sự thì có một số những cái lời nói, những cái suy nghĩ, bởi vì là một người tương đối là có kiến văn. Dạ. Dạ, quý vị có nghĩ chờ chúng tôi chút xíu nha, quý vị chờ. Dạ, hello. Dạ. Dạ. Dạ, có nói nhanh được không? Tại vì đang giảng bài đó. Dạ, giảng bài trung trung chút. Dạ. Dạ, dạ, rồi. Dạ. Thế thưa quý vị, có ba vị có tên là Udaji ở trong kinh điển Phật giáo mà rất là dễ lầm lẫn với nhau. Có một vị gọi là Bandita Udaji, tức vị này, có vị Udaji khác là vị mà thường phạm lỗi, là một vị khác chứ không phải là vị này. Thì trong bài kinh này nói đến một cái sự việc mà thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy, mà hôm nay ở bên Mỹ cũng vậy. Đó là ẩm thực của chữ tâm. Như chúng ta được biết rằng đời sống đi xuất gia đó, vấn đề ẩm thực đó, là nó tùy thuộc vào đàn tính của cư sĩ. Và ví dụ như chúng tôi sống ở trong một ngôi chùa, mình làm trụ trì một ngôi chùa mà ở trong chùa ít chư tăng một hai vị thì nó không lớn chuyện đâu. Nhưng mà khi mà nó là 50 vị, vài ba chục vị, vài ba trăm vị thì vấn đề ăn uống nó lớn chuyện lắm. Dạ, chúng tôi biết là nhiều chùa Bạc Tông á, ở đây chùa Bạc Tông ở khoảng chừng 10-20 vị, một bữa ăn bình thường thôi nó cũng đã là một chuyện bệnh. Thì thưa quý vị, khi mà ở trong chùa mà không có nấu ăn á, thì nó lại tùy thuộc vào Phật tử. Và người Phật tử đó nói thẳng ra là có một hơi điều hơi trái ngược với cái cách sống của chùa, tức là cái cách sống ở trong chùa của chư tăng á, mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì tương đối là nó rất là giống với cái quan niệm mà chúng ta được biết ngày nay về vấn đề dinh dưỡng. Tức là buổi sáng sớm á, lại là cái buổi quan trọng nhất. Yeah, breakfast. Yeah, breakfast, tức là sau một đêm dài fasting, và đêm dài nhịn, thì buổi sáng breakfast, tức là ăn sáng là quan trọng nhất. Rồi ăn trưa là no, tụi mình nếu mà ăn và buổi tối là không ăn là tốt, ăn ít là tốt. Nhưng mà người cư sĩ là người ở bên ngoài, như quý Phật tử đó, ở Mỹ cũng vậy và ở Ấn Độ cũng vậy, cái buổi ăn tối đó nó lại quan trọng. Như chúng ta sống ở nước Tây Phương, buổi sáng thì không có thời giờ đâu mà nấu những cầu kỳ. Buổi sáng thường là có nhiều khi ở bên Mỹ họ ăn rất là đơn giản, rất là vội vã, và buổi tối về thì có nhiều thời giờ. Còn bên Ấn Độ thì có một điểm như vậy, thì ban ngày đó, thì người ta hay lo việc đồng áng để ít bỏ thời giờ, và buổi tối về thì ở trong một cái thí dụ như là từ 6-7 giờ chạng vạng cho đến 10 giờ tối chẳng hạn, thì đó là thời gian trời mát, rảnh rỗi. Trời mát thì dễ nấu ăn và rảnh rỗi được, thì người ta chế món này món kia, thành ra bữa ăn tối thường lại là một bữa tương đối là thịnh soạn, tương đối nấu nhiều, gọi là dinner. Thì theo trong sớ giải đó, là
Đức Phật và các vị thánh đệ tử ở trong buổi sơ thời thì các ngài là những vị A-la-hán, các ngài có cái đặc biệt của chư vị A-la-hán là không ăn phi thời. Tức là đối với chư vị A-la-hán, ăn uống không phải là một cái gì mà để vui, để ngon, nhu cầu mà các ngài chỉ ăn để nuôi mạng thôi. Có cái điều rất là tự nhiên là các ngài ăn một ngày bốn bữa, nhất tọa thực, đi cất thực ăn buổi sáng rồi thôi. Sau đó buổi chiều các ngài không có ăn. Nhưng mà khi chư tỳ kheo xuất gia đó, thì thưa quý vị, giờ quý vị có nghe lời được không? Tôi xin hỏi quý vị nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, về sau này thì nó có một sự kiện như vậy. Là buổi sơ thời của Phật giáo đó, thì người dân họ không biết nhiều. Họ không biết nhiều về cái đời sống của chư tỳ kheo. Và do vậy người ta chuẩn bị để mà cúng dường buổi sáng rất là ít. Nhiều buổi sáng tinh sương để khất thực ít, có người cúng dường nhiều. Và cái giờ mà họ cúng dường nhiều là buổi tối. Nhưng mà dần dần đó, thì họ khám phá ra rằng Đức Phật và các vị A-la-hán như Chư Tăng phần lớn đi khất thực buổi sáng, không đi buổi chiều. Tại ra Phật tử càng ngày họ càng chuẩn bị thức ăn buổi sáng sớm nhiều. Nếu mà hôm nay mà quý vị về một vài quốc gia Phật giáo như là Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan đó, thì quý vị thấy rằng nhà bếp đó, nhóm lửa rất là sống sớm như vậy đó, là một phần đó là để cúng dường chư tăng đi khất thực, một phần nữa đó là để ăn sáng và nó thay đổi. Trong lúc đó thì những xứ không phải Phật giáo đó, thì buổi sáng đó, thì tương đối là điểm tâm rất là giản dị, và buổi tối đó, thì người ta đầu tư công phu hơn, nhiều thì giờ hơn để chuẩn bị bữa ăn tối. Và khi mà quần chúng số đông biết được rằng Đức Phật và các vị đệ tử thánh tăng, các vị A-la-hán đó, mà không ăn buổi chiều, thì họ bắt đầu buổi sáng họ chuẩn bị nhiều hơn. Và khi mà Phật tử nhiều hơn đó, thì Đức Phật này bắt đầu kêu gọi chư tăng là đừng ăn buổi chiều nữa, đừng ăn buổi tối nữa. Hồi xưa ngài cho Đức Phật ăn buổi trưa và buổi tối không ăn vặt, nhưng mà sau này ngài khuyên đừng ăn buổi tối, chỉ ăn từ lúc buổi sáng sáng sớm cho đến buổi trưa thôi. Thế đây tôn giả Uddhayi đó, thì thưa quý vị, là một vị Bà La Môn sống bên ngoài và xuất gia. Tuy là một vị rất là hâm mộ giáo pháp, nhưng mà do cái thói quen đôi khi mà hạn chế vấn nạn uống là một chuyện rất là khổ sở, rất là khó chịu. Thì mặc dù Đức Phật gọi như vậy, nhưng mà vị này không có làm theo. Buổi tối vẫn đi khất thực. Thì cái cách chư vị tỳ kheo đi khất thực đó là bưng bịch bát đi vào trong làng,
Và thời xưa thứ vị không có đèn điện như bây giờ, đôi khi trời tối không bị đi khất thực, thì có khi là đập dòng vũng nước. Tại đi khất thực đôi đèn pin đâu có đốt đâu, đi khất thực thôi. Rồi có một lần đi khất thực mà trời chốt, thì có một người đàn bà đang rửa chén ở ngoài, thấy vị tỳ kheo đứng bùng một cái bóng, đứng một người đứng lù lù, chúng ta cậu đứng lù lù, thấy vị này khoảng khúc sợ ma, chắc cô này sợ ma. Khi mà nhận ra đó là một vị tỳ kheo đi khất thực thì người phụ nữ thì giận lắm, và có cái lời chỉ bả vị tỳ kheo. Thật ra cái câu này đó cái câu này đó, đó là một câu chửi ở trong tiếng Ấn Độ, tức là một người mà có cha có mẹ đó thì không có, không phải đi ăn xin ở ngoài, nhưng người đi ăn xin ở bên ngoài là người không có cha mẹ lo. Thời bị này nói cha ông chết đi, mẹ ông chết đi, tức là nói rằng bộ cha chết mẹ chết xong rồi đi khất thực ở bên ngoài, cái câu rất là nặng. Thì tôi giờ Udayi mà nghe cái người phụ nữ nổi giận như vậy và chửi như vậy được, thì vị này có một chút suy nghĩ rằng đúng là ăn bữa tối là hệ lụy, và đúng là Đức Phật dạy không có sai. Đức Phật ngài là một giác ngộ, ngài là đúng như mình cảm kích, mình cảm kích. Về cái này cũng khó thưa quý vị. Chúng tôi không có muốn dùng cái hình ảnh tầm thường làm thí dụ, nhưng mà nói gần hơn đó là chúng tôi lấy cái ví dụ là trong chùa có vị trưởng lão, và vị trưởng lão này có đôi khi ra những cái luật hay là có những lời dạy cho chữ tâm. Chúng tôi lấy ví dụ một cái chuyện mà nó xem nó rắc rối ở trong chùa nhiều đó, là cái chuyện xin xỏ tiền bạc. Người đi tu thì thật ra không có tiền, không có làm gì ở tiền. Thật ra có một số các vị tu sĩ, dù là nam hay nữ, hay có bệnh là đi xin Phật tử. Và khi bị trụ trì hay là bị sư cả nói rằng mình xuất gia không đi xin như vậy, mình xin như vậy là phiền hà. Với nhiều khi Phật tử đi chùa chưa phát tín tâm mà thấy nhà sư xin rồi đó, sao họ không đi chùa nữa, tội nghiệp họ. Hay là có những Phật tử họ có lòng, mà cái ngân sách ở trong gia đình có hạn chế, mà Chư Tăng cứ đi xin hoài đó, thực sự nó khổ sở. Nhưng mà chỉ một cái lời khuyên như vậy thôi, có vị cảm thấy rằng làm theo được, có vị cảm thấy khó chịu, bất mãn. Chúng tôi có quen với một cái cô tu nữ, cô này chuyên môn đi kêu gọi làm phước, mà chúng tôi nghe rất là nhiều người than phiền là họ cảm thấy khó chịu. Khi cô này có kêu gọi không làm thì họ không khó chịu, mà làm có khó chịu, tại vì họ đâu có tiền đâu mà làm hoài. Nhưng cái cô này cũng không biết cái nào là vừa phải, cũng kêu gọi hết đầu này tới đầu kia, hết chuyện này tới chuyện kia, và cô nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện cần phải làm. Mặc dù quý Phật tử trực tiếp nói chuyện với chúng tôi rằng các Phật tử họ rất là phiền não về chuyện đó, mà cô này cũng đi chùa là có mục đích, không phải tu mà chỉ mục đích kêu gọi làm phước thôi. Thì thứ gì, đôi khi nó có những trường hợp mà có những người họ do một cái thói quen nào đó, mà do cái thói quen đó rất là khó từ bỏ. Thì trong trường hợp này, Tôn giả Udayi đó, mà khi Đức Phật ngài khuyên là đừng đi, đừng ăn bữa chiều á, thì vị này không nghe. Nhưng mà cho đến khi gặp cái sự kiện đó, sự việc như vậy xảy ra, bị người ta chửi rồi đó, rồi nhớ rằng, ô, Đức Phật ngài dạy hay quá. Và vị này đã đem lời này trình bày lên Đức Phật. Thì bây giờ thưa quý vị, cái chuyện mà Đức Phật ngài đề cập đến sau đây đó, nó là một câu chuyện rất là dễ cho chúng ta hiểu lòng. Ngài đưa ra cái hình ảnh của một con chim cút, mà trong này gọi là chim cái đó. Chim cái đọc không phải là chúng tôi đọc giọng Nam đọc không có rõ. Chữ cái ở đây là theo tiếng giọng Bắc, chữ egret chứ không phải chữ y ngắn. Chim đực, chim cái, chim trống, chim mái, không phải vậy. Không phải chim mái, mà chim ở trong miền Nam gọi là con chim cút, cũng là đọc đặc, đúng là đọc sai, đúng là đọc chim cút, đọc theo người Bắc là chim cút, con khoeo á. Thì cái con chim này nó nhỏ thôi, mà cột bằng một sợi dây, dây chuối hay dây mây. Quý vị biết ở miền quê mình có những khi mà người ta không có dây, họ dùng dây chuối. Quý vị biết cái bẻ chuối khô rồi họ tước ra làm dây. Không biết là có bị đâu biết cái dây chuối không? Cái dây mà bằng cái bẻ cái chuối thì nó
nó cũng còn được nhưng mà nó có bệnh. Dạ, nó rất là mỏng mảnh. Dạ. Nhưng mà đối không chưa út á, thì cột dây chuối nó vẫn là một sợi dây cột trói chặt mà không thoát được. Trái lại á, ngày xưa người ta dùng cái gì, da bò, thứ gì đó. Da bò nó dày lắm mà nó bền lắm, để làm cái sợi dây cột con voi. Nhưng mà có những con voi mà nó khởi dục hay là con voi nổi điên lên đó, thì tại vì nó to lớn thành ra nó bứt cũng tiêu. Quý vị nào mà đi về những cái xứ mà họ nuôi voi đó, quý vị biết là con voi đó họ phải cột vào dây xích á, dây sắt á, mà có đôi khi nó nổi khùng lên nó cũng tung sắt dễ sợ lắm. Thì cái câu hỏi tại đây mà chúng ta phải rất là chú ý là chúng ta phải hỏi là cái sợi dây chuối và sợi dây xích đó, cái sợi dây da đối với con voi và dây chuối đối với chim cút đó, là ở đây Đức Phật Ngài muốn nói về cái gì? Đó là cái quan trọng. Đó là cái quan trọng, tại vì nếu chúng ta không hiểu rõ cái đó thì chúng ta có thể hiểu rằng cái sợi dây đó là giới luật. Một cái gì, một cái sự bứt phá sợi dây, tức là cái sự phá vỡ giới luật. Hiểu như vậy là hiểu rất là sai. Ở đây quý vị chúng ta hai cái thí dụ về con chim cút và con chim và con voi, rồi chúng ta đọc hai cái thí dụ sau đó về con người. Tại đây Đức Phật kể ví dụ về một người nghèo sống ở trong một ngôi nhà không đẹp mắt chút nào, sống với bà vợ không đẹp mắt chút nào, ăn uống những đồ ăn trong cái nồi niêu chén bát không đẹp mắt chút nào, ngủ cái giường không đẹp mắt chút nào. Nói tóm lại là nhà nghèo. Nhưng mà cho dù những cái tầm thường, bởi vì ta thấy một vị tỳ kheo tướng hảo quang minh, cái phong thái thoát tục, đi khất thực trở về thọ thực xong rồi ngồi thiền hay tụng kinh, vì ta thấy đời sống xuất gia đẹp quá. Nhưng mà khi vị này đi xuất gia thì vị này vẫn không có khoan hỷ được với đời sống xuất gia, vẫn tưởng tiếc, vẫn nhớ về cái giường không đẹp mắt chút nào, cái nồi niêu chén bát không đẹp mắt chút nào, và thậm chí bà vợ xấu xí không đẹp mắt chút nào. Thì cái không đẹp mắt đó, cái tầm thường đó, nó vẫn là dây trói buộc. Đây là vấn đề tâm lý. Nhưng mà với một người mà đã từ bỏ gia đình, từ bỏ tài sản, tiền muôn vật vạn, nhà giàu có, thì vị này cái chuyện mà phải từ bỏ cái này cái kia nó rất là dễ. Ở trong chư tăng hiện đại có một vị sư mà chúng tôi cho rằng một cái hình ảnh rất là đẹp, mà người Thái Lan họ gọi là Sĩ Đạt Đa của thời đại. Cái vị này tên là Siri Banyo. Dạ. Nếu mà vị nào mà lên trên net á, vị này đánh cái chữ này là Achan Siri Banyo. Thì khi mà chúng tôi ở chùa Đại Chúng Cha đó, thì vị này mới vô chùa thôi, mới vô chùa tập sự làm, chúng ta gọi làm phát cáo. Phát cáo là mặc đồ trắng tu trong chùa đó. Thì thật ra lúc đó chúng tôi không có biết, chúng tôi có biết vị này nhưng mà chúng tôi không biết về cái thân thế của vị này. Về sau này khi mà vị này khi mà chúng tôi rời Thái Lan về bên Mỹ được, thì chúng tôi nghe vị này thì chúng tôi biết vị này, nhưng mà chúng tôi lại muốn biết thêm một cái chi tiết rất là thú vị. Đó là vị này là con của một vị tỷ phú người Mã Lai, mà vợ là Thái. Thành ra vị này, cái vị tỷ phú là giàu thứ hai của Mã Lai. Mã Lai quốc gia cái tương đối giàu đó. Vị này giàu lắm. Giờ quý vị đánh ở trong. Và cha mẹ thì là tỷ phú, giàu có rồi. Mà vị này là dân đi học ở bên Anh. Nói tiếng Anh không có một chút accent gì gã cho hết, nói rất là hay và vị học rất giỏi, giàu có. Nhưng mà do người mẹ là người Thái đó, thì đã gửi vị này vào trong chùa
Quán Trang Na Chát, tức là cái chùa chúng ta ở đó để tu vô dư. Nhưng quý vị biết rằng người Thái họ có cái phong tục là tu 3 tháng hay là thời gian vài tuần lễ, ta gọi là tu để báo hiếu. Dạ, tu sa di thì báo ơn mẹ, tu thì khéo báo ơn cha chẳng hạn, hay tu vô dư. Nhưng mà không ngờ là vị này lại lại phát tâm xuất gia và trở thành một vị tỳ kheo thực thụ. Và những cái pháp thoại của vị này rất là lợi lạc, rất là thú vị để nói về đời sống từ bỏ. Thì chúng tôi nhớ rằng thời gian chúng tôi ở bên đó, đó thì vị này từ một phá cáo, tức là một cái vị mặc đồ trắng, trở thành vị sa di samanen. Thì chúng tôi có một thời gian chúng tôi coi cái công việc ở tại chùa Quán Trang Na Chát, đó là phân phối những cái tư cụ cho chư tăng, và do ngài Ajahn Pasdo, Ajahn Chesaro giao chúng tôi làm. Thì quý vị, chúng tôi cảm nhận ngay vị này có một cái đặc tính là không có chất chứa bất cứ điều gì, cái gì vị này có. Tại vì đi xuất gia thì lên chùa thì mẹ thương lắm, mẹ là người Thái thương lắm, mang lên cho đủ thứ, những cái y tốt, bác tốt, cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà lập tức mà mẹ đi về là vị này cúng hết cho chư tăng, và vị này sống rất là giản dị. Và chúng tôi rất là quý, chúng tôi cũng thấy rằng mới tu mà như vậy. Nhưng mà sau thì chúng tôi biết là đó là một người con của vị tỷ phú ở ngoài đời. Thật ra mình nói là muốn cái nào, muốn cái gì có cái đó. Tại vì khi mình đi xuất gia, thưa quý vị, không có bận lòng. Dạ, không có bận lòng với những cái vật dụng này, ngày dù là y áo, giày dép hay đồ xài này nọ. Một số lớn chư tăng xuất gia đã bị một cái ám ảnh đó, là cái tuổi còn nhỏ đó, vào chùa thì nó thiếu, thưa quý vị. Dạ, nó thiếu, nó nghèo. Thật ra lớn lên thì luôn luôn sợ cái nghèo. Dạ, sợ cái nghèo. Nhưng mà vị này thì thật ra rất là dễ dàng từ bỏ tất cả. Và chúng tôi gặp vị đó, chúng tôi mới hiểu được là tại sao mà ngày xưa có những vị như là Đức Phật của chúng ta, hay là có những vị hoàng tử như ngài Ananda, ngài Anuruddha chẳng hạn, các ngài sống mà có cái phong thái rất là thanh thoát. Thì ở đây Đức Phật ngài dùng cái ví dụ về ở đây thật ra là nó là ví dụ con chim cái, nhưng thực sự có bốn. Một là con chim cút, hai là ví dụ con voi, ba là ví dụ một người nghèo, bốn là ví dụ về một người giàu. Yeah. Thì với một con chim cút á, cái sợi dây cột ví dụ là sợi dây mây hay là sợi dây chuối đó, thì nó vẫn đủ sức cột trói. Yeah. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà đi bắt cá, bắt ếch, có nhiều khi đi không có mang thứ gì hết, thấy con cá bắt như vậy rồi lấy kiếm cái gì, tàu lá chuối đó, lấy sợi dây cột vô thì cũng mang về nhà được, tại con cá nó không đủ sức. Nhưng mà nếu chúng ta cột con voi thì dù dây sức nó cũng thể bứt tung được. Thì ở đây chúng ta nói đến cái tâm lượng, cái tâm lượng rất là quan trọng. Và cái tâm lượng là cái mà chúng ta nên hiểu. Một cái người mà có cái tâm lượng rộng đó thì họ có thể sống uống mình theo giới luật, ghét mình vào trong kỷ cương, và có cái cuộc sống tốt mà thoải mái trong cái tốt đó. Nhưng một cái người tâm lượng hẹp á, họ không có nhiều cái tốt, thì dù là một cái sự ràng buộc nhỏ đó, nó cũng là vấn đề. Yeah. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, có một người thanh niên, tại vì sinh trong một cái, đối với cha mẹ đi ăn xin rồi cũng ăn xin, gặp ngài Xá Lợi Phất, mà ngài Xá Lợi Phất ngài cho xuất gia, ngài là một vị thượng thủ thiên băng cho xuất gia rồi, mà xuất gia mà còn giữ được cái tô bể thôi, mà lâu lâu cũng muốn hoàn tục, và vị đó đã hoàn tục trở về với tô bể rồi, cuối cùng một vài lần phải quăng đi cái tô bể đó, rồi ghép chọn đời sống xuất gia, ghép mình. Quý vị thấy ngay cả một cái đời sống đi ăn xin thôi, nhưng mà từ bỏ đời sống ăn xin nó trở vào một làm vị tỳ kheo cũng khó. Nên chi cái sự dây ràng buộc ở đây đó là cái đời sống xuất gia. Hòa thượng Viên Minh mới nghe rất hay, nhưng mà nhiều người có thể không có lượng được hết cái ý nghĩa câu này, và phải đọc kỹ bài kinh này mới hiểu thêm những chi tiết.
Ví dụ như Hòa Thượng nói rằng tự do là ung dung không ràng buộc, và hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Nghe thì rất là hay, nhưng mà làm sao có thể ung dung không ràng buộc được? Và nhất là sự ràng buộc ở đây nó không phải là ràng buộc xấu, mà ràng buộc về về giới luật và khép mình ở trong khuôn khổ. Thì ở đây là một cái yếu tố tâm lý đó. Dạ. Chúng tôi có gặp một vài người, thưa quý vị, cái tính của họ là không quen với luật lệ. Họ làm cái gì cũng là phi pháp. Họ làm cái gì cũng phi pháp. Họ làm gì phi pháp thì họ cảm thấy thoải mái, mà làm cái gì đàng hoàng thì họ không cảm thấy thoải mái. Từ cái việc giấy tờ tới việc lái xe cho đến cuộc đời sống hàng ngày, tại vì họ quen với cái điều phi pháp. Dạ. Khi mà quen với điều phi pháp rồi, làm cái gì đúng thì họ không thoải mái. Nhưng mà đối với một người mà quen với cái đàng hoàng rồi, biểu họ làm cái điều phi pháp, họ không thoải mái. Tại vì sao? Vì họ quen với điều đó. Cái vấn đề ở tại đây đó, đó là cái yếu tố tâm lý hay là cái tâm lượng của chúng ta. Dạ. Quý vị nhớ rằng một cái người mà từ bỏ nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, cung vàng, điện ngọc, bao nhiêu thứ, để đối với vị này không có quan trọng là ăn một ngày một bữa hay là hai bữa, hay là mặc chiếc y xấu hay y đẹp, có xá gì. Nhưng với một người mà có cái cuộc sống tầm thường, thì khi mà họ vào đời sống xuất gia, có thể đời sống xuất gia đẹp hơn, cao quý hơn, nhưng họ không có quan hệ. Thì cái này là cái điểm, một cái điểm rất là khó hiểu lắm. Nó nằm ở cái tâm lý, ở cái tâm lượng của chúng ta, là ở cái nhìn, ở cái thái độ sống. Ở đây Đức Phật Ngài đưa ra bốn cái thái độ sống và năm cái hạnh phúc. Bốn thái độ sống này dựa trên năm thứ hạnh phúc. Mà chúng tôi nói tại sao Đức Phật Ngài dạy về bốn cái thái độ sống. Ở trong bốn thái độ sống này, Đức Phật Ngài dùng cái chữ mà chúng tôi đã có dịp đề cập đến, cái là chữ nữa là chữ Upatthi. Upatthi chúng ta gọi là y sinh. Hay xin lỗi, chúng ta gọi là sanh y. Dạ. Thường chúng ta nghe đó chỉ có nghiệp sanh y và hữu sanh y mà thôi. Nhưng mà chữ Upatthi căn bản đó là một cái dự phẩm, một cái kỳ vọng, một cái nền tảng, một cái cơ sở để chúng ta mong ước trong tương lai, đó là Upatthi. Và trong cái sự mong ước đó, chúng ta tạo tác để đạt đến mục đích đó. Chúng tôi lấy ví dụ là có những người sinh ra cha mẹ dạy rằng cái khoa bảng là quan trọng, thành ra vì này đi học luôn luôn, mơ ước mình trở thành một tiến sĩ, mình là người có học vị, làm gì làm cho học vị là quan trọng. Thì có những người sinh ra đời cha mẹ cho mình một cái hoài bão là vô thương bất phú. Chúng tôi biết có một số người Hoa từ ở trong trứng nước, họ đã dạy là phải buôn bán, phải kinh doanh, phải làm giàu. Thành ra khi mà họ đi vào cuộc đời, có nhiều khi họ chỉ có một ít tiền thôi, cũng muốn mở một cái tiệm nhỏ, một nhà hàng nhỏ, nhà hàng nhỏ mở ra nhà hàng lớn, đó là cái ước mơ. Có những người mơ ước được thành công ở trong binh nghiệp, thành công trong binh nghiệp, ví dụ trở thành một quân nhân, rồi một vị tướng lãnh, làm tướng, làm tá, chức vụ này. Chúng ta thường có một cái mộng tưởng, có một cái hoài bão về tương lai. Nhưng mà Upatthi ở đây chúng ta gọi là sanh y, là mình muốn mình sẽ trở thành thế này, mình sẽ trở thành thế kia, mình trở thành cái đó. Thì theo trong kinh đó, có tất cả là bốn thứ sanh y. Bốn thứ sanh y, thứ nhất gọi là Khandhupatthi. Khandhupatthi là Khandhupatthi, tức là quẩn sanh y. Quẩn sanh y là một cái mộng tưởng, một cái ước vọng, một cái khát vọng về mình sẽ sắc quẩn sẽ thế này, sắc quẩn sẽ thế kia. Ví dụ như là có nhiều người nghĩ rằng mình phải đẹp, bỏ bao nhiêu tiền để đi sửa sắc đẹp, bỏ bao nhiêu tiền để mua một chiếc xe hơi sang trọng,
bỏ bao nhiêu tiền để có một quần áo đúng mốt đúng thời. Cái đó chúng ta nói về quẩn sanh ý, dù là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cái đó gọi là quẩn sanh ý. Và những cái sắc thọ tưởng hành thức này đó, nó trở thành một cái đối tượng để chúng ta theo đuổi. Rồi có một thứ khác gọi là phiền não sanh ý. Phiền não sanh ý cũng như là mình sống để mình thỏa mãn cái hận thù của mình. Mình sống mình thỏa mãn cái dục vọng của mình. Có những người họ có những cái dục vọng rất là bệnh hoạn. Và có những người họ sống suốt đời họ chỉ theo đuổi hận thù thôi. Chúng tôi biết rằng có một số người quen đó, cái chuyện của họ là họ không tha thiết với tự do, nhưng mà họ chỉ sống với một cái lý tưởng là tiêu diệt cộng sản vì họ thù ghét cộng sản, nhưng mà họ không có khái niệm về tự do. Cũng có những người họ tranh đấu vì tự do chứ không phải là vì thù hận. Nhưng mà chúng ta nói rằng có những cái phiền não. Và cái phiền não như chúng ta nghe hồi nhỏ có những câu chuyện là có những người cả cuộc đời chỉ đi để trả thù. Và suốt 18 năm trời, cả tuổi thanh xuân chỉ đi để trả thù thôi. Và cái thù nó quan trọng về cái đó chúng ta gọi là Kilesupati. Kilesupati tức là để thỏa mãn một cái phiền não của mình. Có một cái là Avisankhara, Avisankharupati, chúng ta gọi là hạnh nghiệp sanh y. Thì cái hạnh nghiệp sanh y này đó là cuộc sống con người để làm cái gì đó cho mình. Ví dụ như là một nghệ nhân, một nghệ sĩ, một nhà văn, và để trong cuộc đời mình được làm cái gì đó, làm cái mà mình thích, đó là một sự thỏa mãn. Nếu mà quý vị sống trong nghệ thuật hay sống trong một cái ngành văn hóa hay làm cái gì đó, họ không quan trọng là họ là ai, họ không quan trọng được bao nhiêu tiền, nhưng mà mình viết được những phần thơ hay, mình sáng tác được những tác phẩm vĩ đại, hoặc giả là mình có thể tạo nên những cái tác phẩm nghệ thuật, thì nó làm cho mình cảm thấy thỏa mãn. Cái đó chúng ta gọi là Avisankharupati, gọi là hạnh nghiệp sanh đi. Và có một thứ sanh đi khác chúng ta gọi là Kamakunopati. Kamakunopati, cái này là cái mà Đức Phật Ngài sẽ đề cập đến đoạn sau, tức là gọi là dục sanh đi. Và mong trong cuộc đời những cảnh như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc đó, mình có những cái gọi là tuyệt nhất. Ngay cả mấy người tôi mới sanh về thiên đàng hay sanh về cực lạc, thì thiên đàng và cực lạc đó là những cái nơi mà những cái thị dục được phóng đại, được khuếch đại một cách lớn. Là ví dụ như mắt thấy cảnh đẹp ở trần gian này chỉ là một, mà ở trên thiên đàng cực lạc đến trăm ngàn. Tai nghe tiếng hay thì tiếng hay ở đây nó chỉ là một, ở trên đó tới trăm ngàn chẳng hạn, nó gấp nhiều lần như vậy. Tức là một thứ hạnh phúc của trần gian được phóng đại lên, dù sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm cho bị ngon sụp lại. Cái đó gọi là Kamakunopati. Thì ở trong bốn cái sanh y này đó, đối với Đức Phật thì nó đều là một cái sự ràng buộc. Tại vì chúng ta cả cuộc đời là chạy theo cái khát vọng. Đã gọi là sự khát vọng thì có nghĩa là chúng ta bị cột chặt vào những thứ đó. Thì cái người tu căn bản đầu tiên đó là người phải hiểu rằng cuộc sống của chúng ta luôn luôn là một sự chạy đuổi theo khát vọng của mình, dù ở trong góc cạnh này hay là ở trong góc cạnh khác, ở trong giai đoạn này hay giai đoạn khác. Và khi mà chúng ta nỗ lực để chạy theo khát vọng đó thì thưa vị, cái người xuất gia, mà đúng nghĩa người xuất gia là người sống để từ bỏ sanh đi, tức là không chạy theo những cái hoài bão, cái khát vọng về tương lai như vậy. Thì Đức Phật kể dạy rằng có người thành công và có người không thành công. Ở đây Đức Phật đề cập có bốn hạng người: rằng mình xuất gia để từ bỏ sanh đi nhưng mà lại luôn luôn bám theo sanh đi, rồi mình xuất gia mình muốn từ bỏ sanh đi nhưng mà đối với các sanh đi mình không làm gì hết, mình không bám theo nhưng mà mình không làm gì tích cực.
để mình diệt trừ nó, mình nó vẫn chặn đi chặn lại. Và cũng hạng người thứ ba là mình muốn từ bỏ sanh đi, cũng muốn diệt sanh đi, nhưng mà thỉnh thoảng những cái đó nó vẫn khởi lên. Yeah. Ví dụ như bây giờ mình đi tu là mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ sự nghiệp, nhưng vào chùa lại muốn làm thiền sư, muốn làm pháp sư, muốn làm trụ trì, muốn làm một vị danh tăng chẳng hạn, thì nó cũng là một thứ sanh đi. Và nó cũng là thỉnh thoảng nó khởi lên. Có thể nó ở hình thức tế nhị hơn, hình thức khác hơn. Và rồi có một vị mà thật sự đoạn tận sanh đi là vị đó thành tựu chánh trí. Chánh trí phải thật tựu. Thì vị đó mới dứt bỏ được hết. Bây giờ quý vị từ cái điểm thứ tư của sanh y á, tức gọi là dục sanh y là để thỏa mãn thị dục của mình, thì Đức Phật ngài đề cập đến một cái từ khác gọi là xúc khác. Xúc khác chúng ta nói là lạc hay là hạnh phúc. Và cái lạc hay hạnh phúc này đó nó lại là một cái, nó là một cái nguyện vọng muôn thuở của con người. Tất cả chúng ta đều nghĩ đến hạnh phúc, nhưng mà cái quan niệm về hạnh phúc của chúng ta ở đoạn cuối đó, chúng ta không có hiểu hết cái chiều kích của hạnh phúc. Và những gì Đức Phật đề cập đến chút khác có thể về hạnh phúc đó, có thể làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên khi mà Đức Phật đề cập đến năm từ hạnh phúc này. Thì chúng ta tạm ngưng những cái suy nghĩ về nãy giờ chúng ta đề cập đến, mà chúng ta nên tập trung vào năm thứ hạnh phúc này, rồi chúng ta trở lại những đoạn trên. Đúng ra thì trong cái bài pháp này, từ cái lời trình bày của tỳ kheo Udayi và cho đến cái thí dụ của Đức Phật, cho đến khi ngài Đức Phật ngài đề cập đến bốn cái hạng người đối với bốn sanh ni đó, thì Đức Phật cái đoạn chót này là đoạn rất là quan trọng, nhưng mà mới nghe thì giống như là nó không có liên hệ đến đề tài trên, nhưng thực sự chúng ta kiên nhẫn một chút về đoạn này. Thì cái hạnh phúc đầu tiên thì Đức Phật ngài cũng nhìn nhận đó là cái hạnh phúc của dục lạc, và ở đây gọi là kamakuna sukha, và kamakuna là cái hạnh phúc để thỏa mãn thị dục. Chúng ta có căn bản năm cái dục trưởng dưỡng là sắc thinh khí vị xúc, sắc thinh hương vị xúc, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, là năm dục trưởng dưỡng. Cái vấn đề mà của sắc đẹp tiếng hay mùi ngon vị thơm vị ngon xúc lạc là nó cho chúng ta những hạnh phúc, nhưng mà ở chỗ đó đó nó cũng sanh ra cái phiền não. Không ai mà hưởng thụ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc mà không có khởi lên tham đắm. Và từ cái tham đắm thì nó lại khởi lên cái sân. Cái tham cái sân nó luôn luôn liền tay với nhau, và hai cái đó sanh ra đau khổ. Ví dụ như là ăn ngon là một hạnh phúc, nhưng mà chúng ta càng thích ăn ngon, càng có được nhiều ăn ngon, thì khi mà ăn không ngon mình bất mãn, mình chúng ta làm hồi nói thời gian từ mình, cái nói bình thường là bất mãn trầm trọng. Để bất mãn trầm trọng, chúng tôi nhớ rằng có một người họ làm trong cái công ty gọi là hãng Shell, tức là một cái hãng dầu khí của Mỹ rất là giàu, và là manager, là regional manager, là một cái người coi một cái vùng rất là lớn. Và suốt cả 28 năm làm việc hãng Shell thì đi đâu á cũng là đi hạng nhất, và thức ăn rất là ngon, được phục vụ rất là tốt. Rồi tới năm bị đứa cảm thấy đủ rồi thành ra hưu trí, không làm việc hãng Shell nữa. Thì vị đó mới nói thật với chúng tôi rằng hưu trí thì thật sự cái gì cũng thích, nhưng mà bây giờ đi máy bay không đi hạng nhất nữa mà đi hạng thường, chúng ta gọi là hạng kinh tế, thì sao thấy đồ ăn thấy nặng quá, họ dọn cái bữa ăn lên nhìn thấy là bất mãn, không muốn ăn được chút nào hết. Thì thật ra chúng ta hiểu rất là rõ cái tâm lý là nếu ngày xưa mà đi hạng thường lâu lâu chứ đi hạng nhất thì hạnh phúc, nhưng mà đi hạng nhất quen rồi, bây giờ ăn đi hạng thương hạng bình hạng hạng kinh tế đó thì mình cảm thấy nó không có thoải mái. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái kamaguna và cái dục công đức nó có một cái vấn đề là chúng ta càng hạnh phúc bao nhiêu thì cái mà ngược lại nó làm cho chúng ta phiền não bấy nhiêu.
Dạ, đó là vấn đề. Nếu chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta không hiểu tại sao Đức Phật Ngài dạy rằng cái thị dục của chúng ta đó nó có vấn đề, mà chúng ta cứ nghĩ rằng ồ thị dục là nó mang lại hạnh phúc, nhưng mà quả thực là nó có vấn đề. Và từ cái hiểu này đó thì chúng ta hiểu một cái khác gọi là nekhamasukha. Nekhamasukha gọi là một thứ hạnh phúc do ly dục sanh. Cái hạnh phúc do ly dục sanh này là hạnh phúc khó hiểu. Dạ, phải có đi, phải sống, phải tu tập, phải trưởng thành thì chúng ta mới hiểu cái trạng thái hạnh phúc do ly dục sanh. Cái hạnh phúc ly dục sanh này được các vị thiền sư, các vị thí dụ như là có những người tập tành hút cần sa ma túy, thì hút cần sa ma túy thấy phê quá, thấy hạnh phúc quá, và cứ hút tới lâu đậm ra nghiện. Mà khi bị nghiện, mới tập tành, mới nghiện á, thì chỉ thấy được cái hạnh phúc là có cần sa ma túy thôi. Nhưng khi không có cần sa ma túy, cảm thấy khổ. Và cảm thấy khổ chứ không có hạnh phúc. Tuy nhiên vị này lại được thân nhân hay là được xã hội giúp cho cai nghiện. Dạ, khi vị này cai nghiện hoàn toàn không nghiện cần sa ma túy nữa, mới thấy cái hạnh phúc của cái mà gọi là không nghiện cần sa ma túy. Nhưng bình thường chúng ta không nghiện, chúng ta không thấy hạnh phúc đâu. Dạ, ai mà đã nghiện rồi đó, mà bây giờ ai đã nghiện cần sa ma túy rồi, bây giờ cai nghiện rồi, khi cai nghiện trong họ thấy cái hạnh phúc thật sự. Như chúng ta bây giờ, chúng ta cũng đang nghiện sắc tinh khí, bị sắc tinh thương, bị xúc, và bảo rằng không có mình thấy khổ. Nhưng mà với một vị mà có thiền chứng, vị đó cảm giác một cái trạng thái gọi là hỷ lạc do ly dục sanh, hạnh phúc do ly dục sanh, cái đó gọi là nekhamasukha. Cái này nó hơi khó đó. Đây là ví dụ một người đang lặn lội trong danh lợi. Và danh lợi tức là như là mình chiến đấu, mình tranh cử, mình muốn được cái vai trò này, chức vụ kia ở trong cộng đồng hay trong một thành phố, trong một quốc gia, mình cho bằng được chức đó. Dạ. Nhưng mà mình nghe cái câu đó là lót danh lợi bùng phá sắc xám, nghe không thấm thiết. Dạ, nghe không thấm thiết. Nhưng một lúc nào đó một người nếm đủ mùi để chung rượu đời uống sắp cạn rồi và cảm thấy mệt mỏi với hoàng hồ rồi, thì bị này bỏ tất cả sau lưng mà trở về sống ẩn nhật, vui thú điền viên, hay là sống một mình, trở thành một du tự lang thang phương trời này phương trời kia. Bây giờ rũ bỏ những cái danh lợi hơn thua, thì ví dụ bị cảm thấy cái sự rũ bỏ đó hạnh phúc. Cái hạnh phúc của sự từ bỏ đó, từ bỏ những điều tế toái, những điều phiền hà, những điều ràng buộc đó, cái hạnh phúc đó là cái nekhamasukha. Và cái này không phải dễ để cảm nhận. Còn cũng như là những người mà hồi còn trẻ, thời thanh xuân mà gặp người vợ, người chồng mà mình ưng ý rồi muốn có con ra đời, cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi mới gặp một Phật tử, hai vợ chồng rất trẻ và rất thành công, mới sanh lên đứa con thì cảm thấy hạnh phúc lắm. Dạ, tương điêu này nọ. Nhưng chúng tôi gặp nhiều vị là khi con nó còn nhỏ thì dễ thương, nhưng mà nó lớn là teenager thì bắt đầu nó làm mình mệt mỏi. Và ngày nào đó mà nó học ra trường rồi nó có vợ có chồng, nó ra ở riêng, cảm thấy hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà hạnh phúc không cần phải lo lắng khi nó đi sớm về khuya, hạnh phúc không cần phải la rầy, hạnh phúc không phải này được, thì cái đó khó. Vị nào có con thì trải qua việc đó mình thấy khó. Thật ra một cái người mà hiểu cái nekhamma sukha này không phải dễ. Rồi bên cạnh cái nekhamma sukha này đó, nó còn có một thứ hạnh phúc khác mà nó rất là tế dị, đó gọi là pavibeka sukha. Pavibeka sukha là hạnh phúc của độc cư. Hạnh phúc của độc cư ở đây là cái hạnh phúc mà không có bổn phận, cái hạnh phúc mà không có cái không phải phải liên lụy. Dạ, phải có sự liên lụy. Nó đơn giản như vậy là đối với chúng ta là có được cái điện thoại là hạnh phúc, mà có điện thoại mà không ai gọi vô cũng buồn. Thật ra có người gọi vô để cắt message, để nhắn tin, để nói cái này kia, nhưng một ngày nào đó chúng ta đi đâu mà sống không có điện thoại, không phải trả lời điện thoại, thì lúc đó chúng ta mới thấy được một thứ hạnh phúc khác, một thứ hạnh phúc của độc cư.
Dạ, cái hạnh phúc của không có liên lụy, không có trách nhiệm. Dạ. Người ta nói cái vòng danh lợi không công cả hồng ra khỏi người mong chui vào. Có những người thích có trách nhiệm, thích những chức vụ này, thích liên đới việc ghê, việc đỏ, thích có sự ràng buộc. Nhưng mà rồi một ngày nào đó chúng ta khám phá ra rằng cái không ràng buộc thì nó có hạnh phúc. Dạ, nó có hạnh phúc. Cái hạnh phúc của cái gọi là Viveka. Viveka là độc cư. Dạ, phá Viveka xuất khác. Và có một thứ hạnh phúc khác. Cái hạnh phúc này nó càng khó hiểu hơn là hai cái trước gọi là Upasama xuất khác. Là hạnh phúc của tịnh chỉ. Dạ, tịnh chỉ. Như khi chúng ta sống ở đây đó, thì cái tham, cái sân, cái si, cái vui, cái buồn nó làm cho chúng ta được cái sự hứng khởi, hào hứng, làm cuộc sống vui. Hay là lâu lâu chúng ta cũng ngâm câu thơ là ví phỏng được đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Cuộc sống khao sống càng trông gai, còn nhiều thử thách, mình cảm thấy hào hứng. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình tu tập một lúc rồi đó, thì chúng ta cảm nhận rằng cái sự tĩnh dị, cái sự lắng động, không có phiền não, không tham, không sân, nó là một thứ hạnh phúc. Dạ, nó là một thứ hạnh phúc. Cái này khó lắm. Dạ, rất khó cảm nhận. Chúng ta có thể bỏ nhà, bỏ cửa, nhưng mà chúng ta thường sống theo cái tư duy. Dạ, tư duy đó phải làm cho chúng ta có những cái cảm xúc, dạ, thế này cảm xúc thế kia. Nhưng mà cái sự mà tĩnh dị, nó không có đơn giản. Bởi vì có một lần có Phật tử hỏi chúng tôi rằng Đức Phật ngày dạy là diệt thọ tưởng định là một thứ hạnh phúc, nhưng mà con sao con tưởng tượng hoài không ra, không biết nó hạnh phúc cái gì. Thật ra nó khó lắm, rất khó. Người Huế họ có cái chữ gọi là rỗng rang, hay là chúng ta thừa hiểu là sự thanh thản. Dạ, sự thanh thản, một cái cõi lùng mà thênh thang, nhẹ nhàng, không phiền não, không phải ai cũng cảm giác được đâu. Dạ, cái cuộc sống mà chúng ta quen sống với phiền não. Dạ, phiền não đó là một cái upati, một cái sanh y của chúng ta, kilesa upati. Và bây giờ mà sống của phiền não đó thì mình cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy hụt chân, và cảm thấy rằng ô, mình không có cái gì để mình nương, mình gá vào hết. Nhưng mà kỳ thật tất cả những phiền não nó dao động hết. Ở trong kinh này, trong bài kinh này, Đức Phật ngài có dùng cái chữ tình trạng dao động hay là không dao động. Dạ. Chứ chúng ta không có cảm nhận cái hạnh phúc của cái không dao động. Chúng ta muốn đứt bằng nỗi sống, chúng ta muốn cuộc sống dao động, cuộc sống nỗi sống nỗi gió cho nó hạnh phúc. Nhưng mà cuộc sống tình chỉ nó có hạnh phúc nữa. Và sau cùng không chứ hạnh phúc càng khó hơn là một cái hạnh phúc này gọi là sambu thách xuất khác. Sambu thách xuất khác, hạnh phúc của sự giác ngộ. Và bố thá ở đây tức là sự tỉnh giác, và sambu thá là tỉnh giác hoàn toàn. Và một cái sự tỉnh giác hoàn toàn tức là cuộc sống không có mê lầm, lúc nào cũng có một cái chánh trí. Và để đối diện, để nhìn tất cả mọi thứ một cái xuyên suốt. Thì chúng tôi không biết nói gì, nhưng mà chúng tôi tạm đưa ra một cái thí dụ thôi. Là khi mà chúng ta sống ở cái tuổi nào đó thì nó có một cái niềm hạnh phúc, là hạnh phúc của người có hiểu biết. Dạ, có hiểu biết. Dù là mình sống ở già, mình có hiểu biết. Mình ra đường, mình sống ở hạ, mình hiểu biết. Mình sống ở một, mình đến một nơi xa lạ, mình có hiểu biết. Và cái hiểu biết đó nó cho chúng ta một thứ hạnh phúc hơn là một người sống mà mình gọi là sống mà rất là thiếu hiểu biết. Sống thiếu biết. Thì Đức Phật và chư vị thánh nhân á, ở trong cái phóng gọi là leo lầu cao trí tuệ. Và nhìn xuống đống quần mê ở dưới. Và tức là các vị khi mà lên trên cao nhìn xuống thì các vị có cái nhìn rộng hơn, có cái nhìn thoáng hơn, có cái nhìn chính xác hơn. Còn chúng ta ở dưới thì chúng ta không biết là mình đang ở đâu, mình đang đi đâu. Và đôi khi cái đời sống gọi là Sambuddha. Sambuddha tức là một cuộc sống có cái sự hiểu biết toàn, một sự hiểu biết rõ ràng đó, nó là một thứ hạnh phúc. Thì năm cái thứ hạnh phúc này
thì Đức Phật người đều gọi là xuất khá hết, hạnh phúc của thị dục, mà hạnh phúc của dục trưởng dưỡng, hạnh phúc của ly dục hay là của từ bỏ, rồi hạnh phúc của ăn của độc cư, rồi hạnh phúc định chỉ, rồi hạnh phúc của sự hiểu biết. Những cái hạnh phúc này nó cho chúng ta thấy sự khác biệt ở trong cái gọi là trình độ. Và chính do cái trình độ này đó, nó mới làm cho con người có được cái gọi là cái tâm lực hay cái tâm lượng thoải mái hay không thoải mái đối với cuộc sống, đối với hoàn cảnh. Và một cái vị tỳ kheo mà có thể đón nhận cái sự uốn nắn của giáo pháp, đón nhận cái sự huấn luyện của giáo pháp, đón nhận cái sự hướng dẫn của Đức Phật, nó nằm ở cái chỗ là chúng ta có cái tâm đủ đủ lớn, đủ mạnh hay không. Khi cái tâm của chúng ta tầm thường thì chúng ta chỉ có thể có ở cái mức độ chịu đựng, kiên nhẫn tầm thường. Nhưng mà tâm của chúng ta rất cao rộng thì đạt đến một cái phương trời cao rộng. Và ở đây chúng ta nói rằng cái sự tầm thường giống như một con chim cút. Chim cút, cái sợi dây chuối, dây thường vẫn cột được nó. Nhưng mà với người có tâm hồn cao rộng thì một sợi dây da như con voi nó không nghĩa lý gì hết. Ở đây là một cái yếu tố về tâm lý. Ở trong yếu tố tâm lý, Đức Phật nói chiều sâu về upatthi, về sanh y, ngài nói về xuất khá, ngài nói về hạnh phúc. Và giờ cái upatthi là chúng ta nói về cái hoài bão, cái chí hướng, cái sự khao khát ở tương lai. Nhưng mà cái sự khao khát hoài bão đó nó dựa trên cái quan niệm, quan niệm cái sự rõ khúc. Và nếu chúng ta là người học Phật mà có được cái trí tuệ và có sự cảm nhận, ít nhất là chúng ta phải nhìn nhận rằng thâu gốc thủ đắc là một hạnh phúc, nhưng mà bố thí từ bỏ cũng là một sự hạnh phúc. Đó là chúng ta có được sự trưởng thành, nó tự do phóng túng cũng là một hạnh phúc, nhưng mà ghép mình trong một cái khuôn khổ thì nó cũng là một thứ hạnh phúc khác, thì nó cũng là dấu hiệu trưởng thành. Cái thế giới này là thế giới hạnh phúc, nhưng mà còn có nhiều thế giới hạnh phúc mà mình chưa biết. Ví dụ cõi trời hay phạm thiên dục giới hay phạm thiên sắc giới, chúng ta đừng quá tự mãn về thế giới này, cũng là một điều hạnh phúc. Đời sống tại gia có những hạnh phúc, đời sống xuất gia có những hạnh phúc, ngũ trần ngũ dục có hạnh phúc, và cái ly dục nó cũng có những hạnh phúc. Cái sự hiểu biết đó đó, nó về cái hiểu biết bên này, hiểu biết bên kia đó. Chúng ta thường không có cái hiểu biết cân phân, mà chúng ta hoặc là chọn bên A hoặc là chọn bên B. Nhưng những gì hiện tại quý vị thấy rằng con người chúng ta chạy theo hãy cái nào một cái nhà chính trị nào, hay là một cái quan điểm chính trị nào, hay một đảng phái chính trị nào mà mình theo thì mình đội lên trên mây, mình đưa lên trên mây và mình nói là cái đó là tuyệt, cái đó là hoàn hảo, cái đó là tốt nhất. Và cái nào mình không thích thì mình mạt sát, mình bạ lì. Nhưng mà thật ra cái hiểu cân phân mà có khả năng hiểu bên này, hiểu bên kia, cái này nó có tốt điểm này, cái kia có tốt điểm kia, cái hiểu rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình đi học Phật pháp đó, thì Đức Phật ngài không có lên án dục lạc, sắc đẹp tiếng hay mùi thôi vì con sục lạc là sai hết đâu. Ngài nói rằng đó là xuất khác, đó là thứ hạnh phúc, nhưng mà đừng nghĩ nó là hạnh phúc tuyệt đối, nó vẫn còn có những hạnh phúc cao hơn. Và nó sẽ rất là làm đáng tiếc nếu chúng ta quá cố chấp, chỉ có đây là chân thực, ngoài ra là hư vọng, chỉ đây đúng, tất cả đều sai, chỉ có đây mới là tuyệt vời, còn cái khác đều là tầm thường. Hiểu như vậy rất là tội nghiệp cho chúng ta. Ví dụ như Đức Phật dạy rằng có được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vì con xúc lạc là hạnh phúc, nhưng mà ngài dạy rằng cũng có một thứ hạnh phúc khác được gọi là hạnh phúc của ly dục. Không hiểu cái điều đó nó trở thành vấn đề rồi. Con người chúng ta thường hay có một cái hiểu rất là cố chấp, rất là phiến diện và rất là cục bộ. Chúng ta không chịu hiểu rộng, hiểu thoáng, hiểu một cách quân bình, hiểu một cách cân phân, thì nó là vấn đề. Thế thì về bài kinh này thì thật ra có rất nhiều chỗ quan trọng lắm, nhưng mà vì nếu mà chia làm hai đó thì nó lại rời rạc đi, phải giảng chung, và chúng ta cũng cần cũng ít giờ để thảo luận. Còn khoảng 20 phút nữa thì chúng ta sẽ đi vào thảo luận. Bây giờ thì
Bạch Thượng Thầy Siêu không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thầy Siêu có mặt ở trước máy, xin kính cung thỉnh Thượng Tọa nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thở luận. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu có mặt ở trước máy không? Có lẽ Thượng Tọa Thầy Siêu không có mặt ở trước máy. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông nói cho vài lời. Chị giải thỉnh Sư Nguyên Thông. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ nói vài lời. Thưa sư phụ, hồi nãy sư phụ có nói là sắc thinh hương vị xúc hay là cái đó cũng là điều hạnh phúc, và cái điều mà cái sự mà từ bỏ cũng là hạnh phúc. Thưa sư phụ, chỗ này sư phụ nói cao quá, con nghĩ là còn phải giảm thêm. Là cái sắc thinh hương vị xúc, những cái đó là cái hạnh phúc, là hạnh phúc của người bình dân, hạnh phúc của cái cảm giác cảm thọ. Thì cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc của trần gian, nhưng mà sau khi thân quả mạng chung thì đi vào địa ngục, cửa đó sư phụ không nói. Chứ còn cái mà ly dục, ly ác bất thiện pháp thì mới là hạnh phúc, là đó là hạnh phúc của bậc thánh nhân. Vì cái chỗ đó sư phụ nói cao quá, mình thành ra con thấy chỗ này con cũng nói lên chỗ lại. Bởi vì thưa sư phụ, cái con đường mà tu hành của chúng ta là con đường đi ngược lại thế gian. Chúng ta là những người hành giả lội ngược dòng nước. Chúng ta không có lội theo dòng, mà chúng ta là lội ngược dòng. Bởi vì theo dòng nước là của thế gian, còn tu hành là xuất thế gian. Cho nên cái mà là cái người tu hành thì chúng ta thì đôi khi là con nói thật cái điều này thì thấy ra cũng mắc cỡ đối với chư vị. Ở nhà thì con cũng có muốn đem cái giáo pháp này để giảng dạy cho bà bạn con, thì bà nói là mỗi người có tư tưởng mà không có nghe. Thành ra con cũng kẹt, thì thấy là giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, thì con nhớ là khi mà Ngài đã chứng quả Samma Sambuddho ở Bồ Đề Đạo Tràng ở bên Ấn Độ ngay bây giờ đó, thì lúc đó Ngài bỏ ra 7 tuần lễ để mà ôn tập lại những điều mà Ngài đã chứng ngộ. Thì Ngài mới thấy rằng điều chứng ngộ khó nói, khó nghe, khó hiểu. Mà dầu hiểu cũng khó chứng, mà dầu cũng khó tu, mà khó chứng khó đắc. Thì lúc đó Ngài có cái tư tưởng là muốn niết bàn ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà may mắn cho chúng ta, lúc đó có Ngài Sambhuti là một vị Phạm Thiên ở cõi trời Phạm Thiên. Khi mà ông ta đã đắc Anaham và đắc Tha Tham Thông, thì khi mình thấy Ngài thấy như vậy thì Ngài là người đã sống qua bao nhiêu bậc, cho nên trong một cái duỗi tay thì Ngài đã bay xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài mới nói là thưa Thế Tôn xin Thế Tôn hãy giảng pháp. Bởi vì đã từ lâu rồi chúng sanh đã sống trong tâm tối u mê. Nhưng mà thưa Thế Tôn, trong mắt của những chúng sanh đó có những người mà con mắt của họ có ít bụi, thì thưa Thế Tôn giảng pháp thì họ sẽ nghe được. Thì lúc đó Đức Phật của chúng ta mới dùng Phật nhãn của Ngài mà nhìn trong khắp thế gian này, thì có thấy Pháp Lữ, Phan Quang Liêm, Thanh Thủy Trần và Kinh Milanda vân vân, là những người mà trong mắt có ít bụi, thì chư Phật giảng pháp thì họ có thể nghe được. Thì vì vậy cho nên Ngài mới là im lặng nhận lời mà ra đi. Thì khi mà Ngài ra đi, Ngài gặp một cái người Bà La Môn. Cái người đó thấy Ngài tướng hảo quang minh, thì mới là chặn người lại. Thưa Ngài, Ngài là thánh hay là Ngài là cái gì mà tôi thấy tướng hảo của Ngài rất quang minh, các căn rất là thanh tịnh, Ngài học của ai, vân vân. Thì Đức Phật nói là ta là Phật. Cái hồi mà một người mà trên thế gian này không có cái tiếng Phật, cái chữ Buddha hay chữ Phật Đà thì không có, mà tăng sĩ cũng không có, mà chùa chiền không có, kinh kệ cũng không có, mà một người tự xưng là Phật, thì ông ta lắc đầu. Ông đắc đầu, ông nói hy vọng là vậy, hy vọng vậy, rồi ông bỏ đi.
Nhưng mà sau này người đó sẽ gặp lại Đức Phật và cũng đã chứng A-la-hán. Bởi vì thưa Thế Tôn, thưa Sư Phụ, cái giáo pháp mà chúng ta đang nghe đây á, là bởi vì chúng ta có thể là trong những tiền kiếp trước đã có tu học, đã có lần nghe học, cho nên bây giờ cái lỗ tai của chúng ta mà khi nghe tiếng chuông thì chúng ta rung cảm, xúc động và đi lần mò tiếng chuông đó, cũng như Ngài Cấp Cô Độc mà đang đi tìm nghe tiếng chuông đi chân tìm đó, đi tìm đến cái chùa Kỳ Viên đó thì gặp Đức Phật, và Đức Phật đi giảng pháp, do đó Ngài được chứng Tu Đà Hoàn. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, chúng ta đây là rất là may mắn, là vì chúng ta là những người thường xuyên vào rung hàng ngày, con nhìn thấy nào là Sư Phụ Tuệ Trí, Sư Bá, rồi Thi Lâm, rồi Rãng Đông, rồi Pháp Thí Độ Phan Quân, là những người hàng ngày vào đây để nghe pháp. Thì con suy nghĩ theo cái rationality hay là theo cái logic đó, thì những vị mà con vừa kể ra đó là đã có một cái chiều dài tu hành, không phải chỉ ở kiếp này mà là đã bao nhiêu kiếp rồi, về đây lại khi mà nghe đã tiếng chuông hay là từ đâu thì đã nghe được cái lớp Phật Pháp Buddha Dhamma và đã vào đây hàng ngày với cái chiều dài tu hành như vậy, với cái công lực như vậy. Thì một ngày đó nào đó khi mà Ngài Mấy Trí Giá ra đời thì nói mà Ngài Mấy Trí Giá ra đời thì bao lâu, thì chúng ta có thể là 5 tỷ kiếp hay là 10 tỷ kiếp thì Ngài sẽ ra đời. Thì lúc đó chúng ta sẽ trong cái dòng sanh tử luân hồi đó, hãy cố gắng mà để tạo ra những cái parami, để khi mà Ngài mỗi ngày những chư Phật mỗi Ngài đó, thì vào buổi sáng thì Ngài dùng Phật nhãn của Ngài để nhìn xem trong thế gian ai có đủ cái ba la mật mà gặp Ngài thì có thể chứng đạo rồi. Thì con hy vọng và con mong mỏi và con tin tưởng rằng nếu mà chúng ta tinh tấn tu hành kiếp này kiếp nọ, kiếp này kiếp nọ, thì chúng ta sẽ gặp Ngài Mấy Trí Giá ở một ngày đẹp trời nào đó, để mà được Ngài chỉ cho chúng ta cái mà tiếng Anh gọi là the missing link, là một cái vòng tròn. Mà cái khoen của một cái vòng tròn khép kín đó thì chúng ta bị hở đi, thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái chỗ đó để mà chúng ta tu hành quán sát, để mà lắp kín cái vòng tròn đó để mà có thể chứng A-la-hán. Và đó là con đường mà con tin ta đang đi, và con tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng, với cái điều kiện là chúng ta hãy siêng năng tinh tấn tu hành hằng ngày vào rung nghe pháp, và mỗi sáng ngồi thiền, mỗi tối ngồi thiền, để tạo lập những cái ba la mật, những cái chúng ta sẽ rũ bỏ những cái ô nhiễm của chúng ta, để lần lần chúng ta trong sạch lần, để có thể nghe được Phật pháp khi mà gặp được một vị chánh biến tri ra đời, mà chúng ta hy vọng sẽ được cái cơ hội đó. Và vì vậy kính thưa Sư Phụ, con từ khi mà được vào lớp Phật Pháp Buddha Dhamma và tu hành, và cảm thấy mình rất là hạnh phúc, và con nhìn lại tất cả những vị Phật tử hay là tu sĩ có mặt trong trần gian, trong cái room này, thì con cũng thấy là chúng ta là những người cùng ở trên một chiếc thuyền, mà chiếc thuyền đó để đợi Ngài gặp một vị chánh biến tri ra đời, để mà chúng ta có thể hoàn tất cái nguyện vọng mà tất cả những cái bậc thanh niên trên đời này đã mơ ước, để có hoàn tất được cái việc làm của chúng ta, là rũ bỏ tất cả những cái sanh y, rũ bỏ tất cả những cái điều mà chúng ta còn bị ràng buộc trên thế gian này qua cái bài học hôm nay. Dạ vâng, vượt thoát tức là mình phải tự biết mình. Dạ con xin trao mai là cho Sư Phụ, để Sư Phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa hết. Dạ con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ. Sa thú trường sư Nguyễn Thông, bạch thượng tọa cho sư thượng tọa. Dạ, thượng tọa có thể trả lời cho cô thảo luận số 1. Bạch thượng tọa cho sư, ở cuối của bài kinh
Ví dụ con chim cút á, thì Đức Phật Ngài có đề cập đến nhiều cái hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc của những dục trưởng dưỡng, rồi hạnh phúc do ly dục sanh, rồi hạnh phúc của độc cơ, rồi hạnh phúc sự tỉnh ý, và hạnh phúc của chánh trí giải thoát, của sự liễu ngộ. Thì thường thường chúng ta nghe nói tu Phật đó là dựa trên đau khổ, nhưng mà có nhiều người không muốn nhìn vào đau khổ, nhìn trong hạnh phúc. Như đề tài ngày hôm nay Phật giảng về những hạnh phúc đó, thì nếu mình nhìn chỉ hạnh phúc thôi thì mình có giác ngộ được không? Hay là mặc dù là đề tài hạnh phúc và đau khổ trái ngược với nhau nhưng nó vẫn là một thôi? Xin kính thỉnh sư tổ khoan hiện giải rõ. Mình Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, một lần tôn giả Sariputta ngài dẫn vị tỳ kheo đệ tử của ngài đi đến Đức Phật. Để Đức Phật này khai thị cho vị ấy, vì vị tỳ kheo này mới xuất gia, và tôn giả Sariputta là thầy tế độ, ngài chỉ hướng dẫn là quán thân bất tịnh. Trong suốt 3 tháng an cư mùa mưa, vị tỳ kheo đó thực hành với cái đề mục quán bất tịnh. Vị đó không thể đạt được dù cho một cái ấn chứng niệm minh tắc của điều thị này. Và khi vị tỳ kheo đó đến Đức Phật thì Đức Phật ngài quan sát, ngài biết cái khuynh hướng của vị tỳ kheo này ở trong quá khứ, do vì đã trải qua nhiều đời sống quá khứ, từng làm cái nghề gọi là thợ kim hoàn, luôn luôn nhìn thấy cái đẹp của vàng, của bạc, của ngọc, vì cái khuynh hướng đó là đã quen rồi. Bây giờ nghe trong cái sống hiện tại này, nếu mà cho nhìn quan sát cái điều một bất tịnh thì vì này không có ứng chứng là phải. Thế cho nên Đức Phật ngài bảo vị tỳ kheo đó đi ra ngoài cái hồ sen trước cửa chùa Chittavana và ngắm nhìn qua sen ở trong hồ. Thì khi đó thưa quý vị, Đức Thế Tôn người dùng thần thông ở trong cái hồ sen, có một đóa sen được nở xinh tốt đẹp đẽ với cái màu sắc hồng, quạng mục
Vì tỳ kheo đó chăm chú nhìn cái hoa sen này, thì lúc bây giờ cái hoa sen từ từ nó chuyển đổi màu từ cái màu hồng phấn, bắt đầu màu nó bị phai nhòa đi, rồi nó héo úa nhanh chóng. Một lát sau thì những cánh sen nó bị rụng, trơ ra cái gương sen, rồi ít phút sau thì cái gương sen đó nó bị khô héo và nó gãy cụm. Đang chăm chú quan sát như vậy, từ cái đẹp mà nó bị biến thành cái xấu rồi nó tiêu hoại, vị tỳ kheo đó chợt nhận ra cái sự vô thường, cái bản chất sanh diệt của pháp hữu vi, vị đó chính A La Hán. Chiều lại tôn giả Sariputta đến để dẫn vị tỳ kheo đó về, thì được biết vị tỳ kheo đó đã trở thành một bậc lậu tận. Và chư tỳ kheo bàn luận về cái quy lực của Đức Phật, thì Đức Phật ngài đi đến thì bảo rằng đây là cái khả năng, cái khả năng biết được cái khuynh hướng của chúng sinh là trình độ của vị chết. Thì chúng tôi nhắc lại cái sự kiện này để chúng ta thấy biết có những người nhìn vào bản chất đau khổ thì giác ngộ, mới giác ngộ được. Đó là do cái khuynh hướng mà người đã đạt có cái thói quen ở trong đời quá khứ, họ gặp phải quá nhiều cái trắc trở, cái khổ đau, cho nên cái tâm nó có cái tâm nó bị ám ảnh và bị ấn tượng bởi cái sự khổ đau trong cuộc sống. Ngay trong cái hiện tại này, vì đó nhìn cái sự khổ đau đó mà giác ngộ. Nhưng mà có những người ở trong quá khứ đời sống của họ yên ả, họ không bị cái sự khổ đau dằn vặt, họ có thể tu tập một thoải mái và an trú trong thiền định, sanh về những cảnh giới phạm thiên hay là chư thiên, trở đi trở lại cuộc sống quá khứ của họ nó êm ả như thế. Nhưng mà hãy đủ duyên lành thì ngay trong hiện tại, vì đó có thể nhìn những cái sự hạnh phúc khác biệt và bị nó cảm nhận được cái bản chất vô thường, vô ngã của pháp hữu vi, nghĩ nó cũng có thể giác ngộ được, có thể khai tâm giải thoát được. Nó tùy theo cái khuynh hướng asiya. Asiya của chúng sanh đa dạng, chúng ta không biết được
Cái này chỉ có Đức Phật Ngài mới biết thôi. Cho nên Đức Phật Ngài là một vị tối thượng y vương, Ngài mới cho thuốc điều trị căn bệnh của căn bệnh chúng sanh được. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1. Nam mô Phật Thầy, xin tỉnh 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 bắn trở lại. Sa thú kính trần chủ tọa tiểu sư. Thú vị, thật ra thì bài kinh ngày hôm nay có rất nhiều điều để thảo luận, nhưng mà rất tiếc là chúng ta hết thời giờ rồi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư tăng đã vào rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt Phật tử, cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chư nhiệm, quý ấp, chư công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính con thành kính tri ân quý ngài, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành mà khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên.